quan đến thông tin tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các học sinh trung học phổ thông đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, có nguyện vọng xét tuyển thẳng vào đại học, phải nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20 tháng 5. Tuy nhiên, tại một số trường đại học lớn, quy định về điều kiện tuyển thẳng có siết chặt hơn mùa tuyển sinh năm trước. Nếu như trước đây, những thí sinh đoạt giải nhì 3 quốc gia môn sinh học đều được tuyển thẳng vào tất cả các ngành của Đại học Y Hà Nội, thì 2 năm trở lại đây, chỉ những thí sinh đoạt giải nhất quốc gia hoặc trong tham dự kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế các môn toán, hóa, sinh. Những thí sinh đoạt giải quốc tế trong cuộc thi khoa học kỹ thuật và đã tốt nghiệp trung học phổ thông mới được hưởng cơ hội đó. Theo lý giải của nhà trường, một số ngành sẽ giảm dần về chỉ tiêu để nâng cao chất lượng. Nếu tuyển thẳng chiếm 10% chỉ tiêu mỗi chuyên ngành, thì cơ hội cho các thí sinh khác vào Đại học Y Hà Nội sẽ giảm rất nhiều. 2018 thì nhà trường sẽ có một cái phương án tuyển sinh mới và sẽ hạn chế hơn cái tuyển thẳng. Việc cộng điểm thì vẫn tiến hành cho các em, cộng có thể tối đa đến 3 điểm. Tuy nhiên thì tuyển thẳng thì sẽ hạn chế hơn. Ví dụ như mà các em được giải nhì mà của các cái kỳ thi học sinh giỏi quốc gia chẳng hạn thì chưa chắc đã được tuyển thẳng. Phải là các em trong đội tuyển đi thi Olympic hoặc là đứng giải nhất. Còn đối với Đại học Bách Khoa Hà Nội, so với năm 2016, cửa tuyển thẳng của những thí sinh đoạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật còn hẹp hơn trước rất nhiều. Trường chỉ tuyển thẳng vào tất cả các ngành như thí sinh trong đội tuyển quốc tế, thí sinh đoạt giải nhất cấp quốc gia, còn thí sinh đoạt giải nhì, giải ba thì hạn chế hơn. Vì là công trình của tập thể, mà đôi khi nó là chỉ của một người. Chính vì vậy nên là các cái đối tượng liên quan đến cái đó thì trường có hạn chế ở một số cái trình độ. Ví dụ như là có thể tham gia vào giải nào thì có thể tham gia vào cái mức chương trình đào tạo kỹ sư, còn không thì có thể chương trình đào tạo cử nhân rồi. Trong khi nhiều trường đại học top giữa, top dưới có phương án tuyển sinh nới rộng điều kiện tuyển thẳng như tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi, 3 năm học sinh giỏi, học sinh trường chuyên, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, đã tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, thì một số trường đại học lớn vẫn giữ những quy định khắt khe về tuyển thẳng để khẳng định uy tín, vị trí của mình. Tuyển thẳng chỉ là đối với các bạn ngành ngôn ngữ và các bạn đạt giải quốc tế. Còn các bạn đoạt văn, toán, lý, hóa, tin thì chúng tôi vì không có các cái ngành tương ứng cho nên chúng tôi chỉ áp dụng chính sách là ưu tiên xét tuyển. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước ngày 20 tháng 7, thí sinh trúng tuyển qua xét tuyển thẳng phải gửi hồ sơ xác nhận nhập học tại trường. Như vậy, trên nguyên tắc thí sinh đã trúng tuyển trường này sẽ được loại khỏi cơ sở dữ liệu và sẽ không được xét tuyển vào trường khác. Vì thế, các thí sinh cần nghiên cứu cân nhắc kỹ phương án tuyển sinh trên website của các trường để tránh bị thiệt thòi. Thời tiết nồm ẩm như hiện nay là môi trường lý tưởng cho virus sinh sôi phát triển, là những tác nhân khiến trẻ đổ bệnh. Với những trẻ có cơ địa dị ứng, bị hen phế quản, rất dễ lên cơn hen do tác động của không khí ẩm, lại thêm tác nhân nấm mốc ở ngay trong nhà.